Tôi hết ý tưởng cho intro của số Super Soi Game này rồi. Ủa, cứ cho bắt đầu thôi. Niềm tin vào Gangnam Style. Faith là một tựa game kinh dị mà mình khá là ấn tượng. Sự đối lập giữa đồ họa đơn giản trong gameplay với những phân cảnh rotoscope được diễn họa chi tiết, kết hợp với âm thanh rè rè chói tai và tiếng hội thoại sử dụng công nghệ text to speech, đã làm cho trải nghiệm chơi trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Không khó hiểu tại sao nhiều người lại thích Faith đến vậy. Và dường như để tri ân cho những game thủ đã ủng hộ, Studio Airdrop Games đã thêm vào thư mục trò chơi một phần quà nho nhỏ có tên Faith Goodies. Trong đó có 5 folder. Chúng ta sẽ xem từng cái một. Trong thư mục Faith Related có một số hình ảnh và video trải dài từ thứ không liên quan gì cả, như là hình chú chó này, có lẽ là thú cưng của nhà làm game, cho đến thứ liên quan như là bức ảnh này. Đây là bản phác họa cho khu vực hầm mộ phía bên dưới nhà trẻ trong chapter 3. Tiếp đến là một video khá là thú vị. Đây là một bản mod cho tựa game Silent Hill 1 với nhân vật chính Harry Mason đã được thay bằng cha xứ Garcia, hay còn được gọi là nhân vật ngầu nhất thế giới trò chơi điện tử. Ông là một linh mục cầm shotgun. Mình không cần phải giải thích thêm đúng không? Trong thư mục này cũng có một bức hình động của cha Garcia cầm cây thánh giá chạy về phía trước, liên hệ tới màn hình loading của Silent Hill 1. Một video khác thì có cái tên Face VR Test 01 và nó như thế này. Đây có vẻ là một project phụ vui vui mà studio làm trong thời gian rảnh. Nhân tiện, cái tiếng mà con Michael đang kêu I have a body of a pig, I have a body of a pig, liên hệ đến một video kinh dị trên YouTube được đăng vào năm 2008 về một nhóm bạn trẻ đi tìm ma và nghe thấy tiếng nói tương tự của một linh hồn. Ngoài ra, chúng ta cũng còn có một thư mục khác mang tên Faith Demon Siege và ở bên trong có một file EXE. Đây là một tựa game hoàn toàn chơi được. Nó là một mini game dạng top-down shooter nơi bạn vào vai John dùng cây thánh giá để bắn quỷ dữ. Demon Siege có thời lượng chơi khoảng nửa tiếng và nó như một món quà nho nhỏ mà Airdrop Games dành tặng cho người chơi vậy. Đến với thư mục tiếp theo, Miscellaneous. Nó được dịch sang tiếng Việt là những thứ lặt vặt. Và thực sự thì mình sẽ dùng từ kỳ lạ hơn là lạc vật. Tại vì... Yeah, tôi sẽ không muốn biết đội ngũ làm game kiếm được cái hình này ở đâu đâu. Xong rồi chúng ta có hình này nữa. Trông nó chả liên quan gì đến Faith cả. Và rồi ta có video này.
Trông nó như một cái gì đấy mà nhân viên studio làm trong lúc rảnh rỗi vậy. Ngoài ra còn có một số hình ảnh như thế này. Nó như là concept art cho những tựa game khác, hoặc là những ý tưởng đã có thể cho vào Faith nhưng bị loại bỏ vậy. Cùng với đó, chúng ta có bản PDF của Ritual Romanium. Đây là tài liệu dạy lễ nghi chính thức của giáo hội La Mã. Và vì nó được viết bằng tiếng Latin cho nên là trong thư mục cũng có cả bản dịch tiếng Anh của tài liệu này nữa. Có thể thấy đội ngũ làm game đã rất nghiêm túc về việc nghiên cứu chủ đề này trong quá trình phát triển Faith. À, ngoài ra còn có bức ảnh của một bức tranh về một nhà thờ dùng để làm mẫu cho một cái cutscene của chapter 3. Cùng với đó là bức ảnh động của Lisa trong tựa game PT theo phong cách của Faith. Và cuối cùng là bức hình của một chú chó đáng yêu. Sau thư mục Miscellaneous thì chúng ta có Old Faith Footage. Cái này thì không có gì nhiều, nó chỉ là video gameplay bản pre-alpha của game mà thôi. Điểm khác biệt đáng kể duy nhất là màn hình chết sẽ nói Mortem chứ không phải là Mortis như bản chính thức. Như mình Google thì có vẻ Mortem và Mortis đều có nghĩa danh từ là cái chết, cho nên mình không biết tại sao lại có sự thay đổi đó trong bản chính thức. Nếu bạn nào biết thì hãy comment phía bên dưới nhé. Cơ mà đó, sự khác biệt thì chỉ có vậy thôi. Tiếp theo có lẽ là thư mục đáng mong chờ nhất, Memes. Và yeah, nó có một số thứ khá là thú vị. Đầu tiên chúng ta có John, nhưng mà được làm thành model 3D và bị xoay mỏng mỏng. Tiếp đến là hình vẽ bằng Paint của Sir Pelo, một YouTuber khá nổi tiếng với content không thể nào điên rồ hơn. Sau đó là Meme Orb, nhưng mà được vẽ theo phong cách của Faith. Chúng ta cũng có bức hình thể hiện sức mạnh đồ họa của game nếu như bật Ray Tracing lên. Hãy nhìn sự phản chiếu sắc nét kia đi. Tiếp nữa là một cái GIF Michael được xoa đầu, một bức hình bàn tay chui từ mồm lên giơ ngón cái cùng lời cảm ơn. Bức ảnh động nơi John, cha Garcia và Michael đang mua máy bên trong cái ô tô, liên hệ tới tiểu phẩm hài năm 1996 nơi mà Jim Carrey, Will Ferrell và Chris Carton giật đùng đùng trên nền nhạc Wales Love của nhạc sĩ Hathaway. Còn cái này là... nó chỉ thể hiện rõ hơn việc cha Garcia ngầu như thế nào thôi. Và cuối cùng, chúng ta có cái này. Rồi chúng ta đến với thư mục cuối cùng, có tên Video Mẫu. Nó là tập hợp tất cả các clip mà đội ngũ phát triển tự diễn, để từ đó rotoscope vào trong game. Mình sẽ để cho các bạn xem một số ví dụ tiêu biểu. Nhiều hãng game nên làm thế này hơn. Một chút behind the scene của quá trình phát triển cũng là một cái hay ho để dành tặng cho những người ủng hộ ấy chứ. Nhưng mà quan trọng nhất là memes. Tôi cần nhiều meme từ các studio game hơn. Cho tôi meme, cho tôi meme. Chơi game quá 180 phút. Trong số soi game 72, mình đã nói đến Easter Egg trong Hitman Absolution, phần game được coi là con cừu đen của cả series rồi. Vậy thì tuần này mình sẽ nói về những chi tiết thú vị trong phần game được coi là sự trở lại đầy mạnh mẽ của sát thủ 47, Hitman 2016. Và vì trò chơi này có quá nhiều thứ được ẩn giấu, cho nên là mình sẽ chia đôi tuần này một nửa và tuần sau nữa một nửa. Ok, thỏa thuận thế nhá. Bắt đầu nào. Trong nhiệm vụ tại Sapienza, bạn có thể tìm thấy quần áo của bác sĩ thời kỳ dịch hạch. Đồ thì đẹp đấy, nhưng mà có vẻ không đủ phù hợp để được chấp nhận đi vào biệt thự Caruso. Looks like someone's been playing too much Assassin's Creed. This is not a cosplay event. Please step back, sir. You need to leave. Vậy là nếu như bạn mặc đồ bác sĩ thời Trung Cổ thì vệ sĩ sẽ ngay lập tức bảo rằng bạn là một thằng ảo game. Dù vậy, nó vẫn có tác dụng để mở một bí mật khác. Trong khi mặc bộ đồ đó, đi ra chỗ chiếc thuyền này, bạn sẽ thấy một cái chai. Nếu bắn vào thì nó sẽ cho bạn một chiếc chìa khóa cống thoát nước. Nó sẽ cho bạn mở cánh cửa ở đây, và khi đi sâu vào, bạn sẽ đến một hầm mộ. Nếu như làm đúng các bước, thì lúc này sẽ có những cánh tay sưng sầu trồi lên mặt đất, như đang cố bám lấy bạn để kéo vào vậy. Cũng tại Sapienza, nếu như bạn đi vào nhà thờ, bạn sẽ thấy một bức hình trông xấu hoắc. Đó thực ra là Chúa Giê-xu, kiểu thế. Bức tranh này liên hệ tới bức họa Ecce Homo, mô tả Chúa Giê-xu cùng vương miện mão gai. Qua thời gian thì nó đã bị phai mờ, và vào năm 2012, một nỗ lực khôi phục bức tranh đã được thực hiện bởi bà Cecilia Jimenez.
Tuy nhiên, Cecilia không phải là dân chuyên, xong rồi bà còn làm không phép nữa. Và kết quả, chúng ta có cái này. Có thể thấy nhà làm game thích bức tranh này đến mức mà đã treo nó ở một nhà thờ trong Hitman. Tại map này, bạn cũng có thể đột nhập vào nhà của một người tên là Rocco, một trợ lý nhà bếp, nhưng siêu lười, không có tí trách nhiệm nào với công việc và với bản thân cả. Nghe giống một người mà tôi biết ở ngoài đời vậy. Đó chính là tôi. Và thật bất ngờ, Rocco cũng được thiết kế dựa theo một người ở ngoài đời thật. Tên của anh là Craig McVeigh, người đã thắng cuộc trong giải đấu Hitman Sniper Challenge. Giải thưởng dành cho anh là được chính David Besson, người lồng tiếng cho 47, trao một chiếc joystick vàng. Đồng thời, khuôn mặt của Craig cũng được scan để anh trở thành một nhân vật trong Hitman. Đó chính là Rocco của chúng ta. Điều đó cũng giải thích tại sao màn hình máy tính của anh ta lại để hình game Hitman Sniper Challenge. Từ map Sapienza, chúng ta chuyển sang Marrakesh. Tại đây có một ngôi trường bị bỏ hoang, có quân đội sử dụng để đóng quân. Hãy cải trang thành một sĩ quan, rồi sau đó cho tất cả các binh lính đang tuần tra nghỉ giải lao. Cuối cùng, vào căn phòng này, bật loa phát thanh, rồi bật radio lên. Nhạc sẽ được phát toàn trường và chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh này. Cũng tương tự, ở map Colorado, khi vào khu vườn ở sau biệt thự, bạn sẽ thấy 4 vệ sĩ với một người đang chỉ huy và 3 người còn lại chống đẩy. Tuy nhiên, nếu như bạn đánh lạc hướng người chỉ huy bằng cách ném một cái gì đó lên đầu anh ta chẳng hạn, sau đó lén lút bật cái đài radio ở gần đó lên, thì 3 người chống đẩy ban nãy sẽ chuyển sang nhảy nhót không ngừng. Tiếp theo, ở Bangkok, khách sạn Himapan, tại khu vực phòng cao cấp Queen Suite, có tổng cộng 18 bức tượng voi vàng đặt rải rác xung quanh. Nếu như bạn bắn vỡ hết tất cả, thì hãy xuống tầng và ra cổng chính của khách sạn. Bạn sẽ thấy 2 bức tượng voi ở đây giờ đều đang khóc ra máu. Thậm chí, nếu đi ra đủ nhanh, thì bạn còn có thể thấy một NPC đang đứng đấy lạy tượng voi, bày tỏ sự hối hận vì đã từng đi săn voi. Oh my god, what is that? What is going on? Oh, Almighty Elephant God, I beg your forgiveness, okay? I will never poach your children again, I promise, I'll never do it again, I promise, I'm a better person than that, I know I am! Tiếp nữa, ở map Hokkaido, trước khi làm nhiệm vụ, bạn hãy chắc chắn rằng đã cầm theo một con vịt nổ màu đỏ, bắt buộc phải là màu đỏ ấy. Sau đó, hãy đặt nó ở đúng chỗ cái cờ này ở sân đáp trực thăng của bệnh viện, rồi cải trang thành bác sĩ phẫu thuật và vào trong phòng điều khiển robot. Tại đây thì bạn sẽ chơi game Hitmine, một phiên bản chế từ Minesweeper. Và nếu như bạn thắng, thì... Bạn đã hoàn thành luôn nhiệm vụ ám sát một cách kỳ lạ. Cũng tại Hokkaido, bạn hãy cải trang thành một ninja rồi trèo lên nóc bệnh viện. Bạn sẽ thấy một tia sáng lạ. Hãy đi theo đúng đường như thế này. Nếu làm đúng rồi tương tác với cái ánh sáng, bạn sẽ được chứng kiến cảnh này. Godzilla phiên bản rẻ tiền đang đi tàn phá ở phía xa xa. Còn nữa, trong nhiệm vụ Holiday Hoarders, bạn sẽ phải ám sát 2 mục tiêu có tên là Harry và Morph. Nó liên hệ tới bộ phim Ở nhà một mình, khi mà cậu bé Kevin phải đối phó với 2 tên trộm cũng có tên là Harry và Morph.
Thậm chí trong nhiệm vụ này còn có một cái challenge yêu cầu 47 ném 3 viên gạch vào Morph, liên hệ tới phân cảnh Kevin ném 3 viên gạch xuống, và cả 3 đều trúng đầu Morph trong Ở Nhà Một Mình phần 2. Cuối cùng, trong nhiệm vụ The Icon, chúng ta có thể nghe thấy cuộc trò chuyện này. That Icon suit looks totally wrong on Bosco. It's terrible casting. Well, he's the director. You know, they should have cast Dave Bateson. Why? Wait, you mean Dave Bateson? He's never even had anything to do with this franchise. That's not the point. I'm gonna boycott this movie until they cast him. That's all I have to say on the subject. Hey, fine by me. Nội dung cơ bản là về việc diễn viên chính của bộ phim Icon không nên là Dino Bosco, mà nên là Dave Bateson. Nó liên hệ đến vụ lùm xùm hơn 10 năm trước trong quá trình phát triển He-Man Absolution. David Bateson, diễn viên lồng tiếng từ trước đến giờ cho 47, định bỏ vai, và William Mapother, người mà giờ lồng tiếng cho nhân vật Dino Bosco, sẽ thay thế. Nhưng mà do fan phản ứng gay gắt quá, cho nên là Bateson lại đành phải quay lại để vào vai 47. Và cho tới bây giờ, anh vẫn giữ trọng trách đó. Rồi, bây giờ các bạn thử đoán xem tôi sẽ dùng từ khóa gì trong câu vừa rồi để nối vào việc quảng bá nhà tài trợ của Fae Game nào. Đoán xem. Ờ đúng rồi, trọng trách. Và các bạn có biết trọng trách khi trở thành người lớn là gì không? Đó là phải dành dụm thu nhập cho gia đình và tương lai, chứ không thể tiêu pha vào sự giải trí cá nhân được. Game 70 đô ư? Xin lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ đến được với nhau. Nhưng nếu như có một nền tảng cho phép bạn vừa chơi game bản quyền miễn phí, vừa trợ giá những trò chơi nóng hổi mới ra lò thì sao? Một nền tảng như Revolt G chẳng hạn. Revolt G là một phần mềm cung cấp game bản quyền của người Việt dành riêng cho người Việt, đem đến cho các bạn một thư viện với gần 1.000 tựa game miễn phí đầy đủ bản quyền từ nhiều nền tảng khác nhau như Sea of Thieves, Phasmophobia và GTA 5. Còn những tựa game mới ư, bạn cũng sẽ được chơi miễn phí nhưng với thời hạn nhất định. Dù vậy, Revolt G sẽ cho phép bạn mua game với mức giá rẻ hơn rất nhiều những nền tảng khác. Hay thậm chí, bạn cũng có thể đăng ký gói thành viên và chỉ với 100.000 là đã có thể nhận được những tính năng của một thành viên VIP với toàn bộ gần 1.000 game đều nằm trong tay bạn. Bên cạnh đó là gói Gold Member với tất cả những lợi ích của gói VIP, nhưng giờ bạn có thể ghim tài khoản của mình. Cao cấp nhất chính là gói Unlimited Member, trả tiền một lần, nhận tất cả, không giới hạn thời gian chơi game, xem phim trên Netflix vĩnh viễn. Thêm nữa, chỉ cần là thành viên, bạn sẽ được sử dụng tính năng dịch game tự động của Revolt, giúp những anh em kém tiếng Anh ngoài kia cũng có thể hiểu được game một cách dễ dàng. Dùng Revolt G, không lo phí tiền. Hãy ấn ngay vào đường link phía dưới phần mô tả để tải và đăng ký tài khoản ngay hôm nay nhé. Bí mật của màu hồng. Từ khi Cyberpunk 2077 ra mắt, chúng ta luôn chỉ nói về một thứ. Không, nhưng mà thực sự, game mình để trong library được 2 năm rồi, dạo này mới lôi ra chơi. Cơ mà nó vẫn còn lỗi kiểu xếp game 15 phút chưa xong và cả quest không trigger được ấy. Nhưng mà ngoài ra, Cyberpunk còn có một thứ khác mà cần nhiều sự chú ý hơn. Một bí ẩn mà cộng đồng đã cố tìm lời giải từ khi game ra mắt, đến bây giờ vẫn không thành. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn về bí ẩn đấy. Biết đâu ai đó trong số các bạn sẽ là cá nhân tìm được lời giải thì sao? Đây là câu chuyện về FF06B5. Ở phố Union gần Corpo Plaza có một bức tượng lớn. Tượng có bốn tay, hai tay trên cầm thanh đao, một tay dưới cầm quả cầu, còn tay còn lại xòe ra hướng về phía trước. Điều đáng chú ý là ở cái bệ của bức tượng có một dãy ký tự FF2.06.2.B5. Nếu các bạn hay dùng phần mềm của Adobe để thiết kế thì có lẽ sẽ thấy quen quen. Những ký tự này giống như mã màu hệ thập lục phân vậy. Và khi tìm FF06B5 thì chúng ta sẽ thấy được một màu hồng có tên là Shocking Pink. Thật tình cờ, nếu như bạn đến Japantown thì sẽ thấy một bức tượng khác cũng có bốn tay và hai bàn tay trên đang cầm hai quả cầu tỏa ra ánh sáng màu hồng. Sự liên hệ này chắc chắn là manh mối, và đã là manh mối thì phải có bí mật. Đây là lúc mà cộng đồng Cyberpunk bắt đầu đào sâu tìm hiểu xem CD Projekt Red đang giấu cái gì. Họ bắt đầu với bức tượng ở Corpo Plaza trước. Thực chất đây còn không phải là bức tượng duy nhất. Ở quanh Night City có đến 6 bức tượng hình dạng như vậy, đặt rải rác ở các vị trí khác nhau. Một bức thì ở phố Senet Eve, một bức ở Silk Road, một ở Skyline North và một ở Party. Bước cuối cùng thì chỉ có thể tìm thấy trong nhiệm vụ nơi mà Takamura hướng dẫn Vi đột nhập vào nhà kho của Arasaka. Các bức tượng này đều nhìn về những hướng khác nhau. Như khi vẽ những hướng đó trên bản đồ thì không ra gì cả. Hướng mũi kiếm cũng tương tự, không ra hình thù gì hết. Trong số 6 bức tượng này thì chỉ có bức tượng ở nhà kho Arasaka và bức lớn nhất ở Corpo Plaza là có dãy mật mã. Trước bản cập nhật 1.5 thì dãy mật mã có màu đỏ chứ không phải là màu vàng như bây giờ. Không rõ mục đích thay đổi là gì.
quay lại bức tượng ở Corporal Plaza. Mỗi ngày sẽ có 3 thầy tu đến thiền. Scan họ sẽ không ra thông tin gì hữu ích cho lắm. Còn nếu giết chết họ thì đến ngày hôm sau, đúng 6 giờ sáng, 3 thầy tu khác với mô đồ giống hệt, từ phụ kiện cho đến hình xăm và vết sẹo, sẽ quay lại và thiền. Ngoài ra thì về cơ bản cũng không còn gì để khai thác từ bức tượng này nữa, trừ dãy mật mã FF06B5 kia. Nó dẫn đến màu shocking pink và từ đó dẫn đến bức tượng này ở Japantown. Nếu các bạn chơi game rồi thì có thấy nó quen không? Một phiên bản nhỏ hơn của bức tượng này được đặt ngay bên trong cửa hàng của Misty, nơi mà bạn sẽ đến ngay sau nhiệm vụ mở đầu. Tại đó, người chơi sẽ thấy cái này, một bảng chakra, và trên đó có những ký tự được trình bày giống với mật mã FF06B5. Đó là mỗi nhóm ký tự tách nhau bởi một dấu hai chấm. Các fan bắt đầu nghĩ rằng chắc hẳn trong game vẫn còn những nơi chứa đựng kiểu ký tự được trình bày giống như vậy. Và đúng thế, trong nhiệm vụ Don't Lose Your Mind, bạn có thể thấy một dãy ký tự được in trên lõi của Delamain. Và trong trận chiến cuối cùng của quest chính, tại căn phòng có 4 cái cột này, thì chỉ có đúng một cái cột in chuỗi ký tự kiểu như vậy. Từ đó, chúng ta có tới 4 dãy mật mã. Nhưng nó lại không giúp ích được gì cả khi mà đổi nó sang bất cứ loại mã nào. Hệ thần lục phân, hệ bát phân, base 12, base 24 cũng không đem lại bất cứ manh mối nào cả. Vậy là phải tìm dữ liệu từ nơi khác. Và họ đã tìm thấy bằng mod. Tại City Center có một bức tượng cầm hai quả cầu hồng khác được giấu ở một vị trí khó tìm một cách kỳ lạ. Nếu như chơi theo cách thông thường thì gần như là không thể leo lên đây. Bức tượng này có điểm đặc biệt, đó là nó kèm theo những cây sáo được treo theo một trật tự nhất định, nhìn như là một loại mật mã vậy. Nhưng mà do cũng không có một manh mối nào liên hệ được, thành ra là cũng chẳng ai giải được. Đến đây thì các bạn có thể nghĩ, nhỡ đâu là chẳng có một cái bí mật nào thì sao? Cái FF06B5 kia thực ra chỉ là một ký tự mà CD Projekt Red thêm vào một cách ngẫu nhiên nhìn cho nó sinh động thế giới mở thì sao? Cũng có thể. Cơ mà chính CDPR lại nói rằng cái bí mật này là có thật. Pavel Sasko là Quest Director của Cyberpunk 2077. Từ khi game ra mắt, anh rất hay livestream trên Twitch và khi được hỏi về FF06B5, anh đã trả lời như thế này. There's a question, is there any meaning behind FF06B5 written on the statue? I cannot tell you. Of course there is a meaning. What do you think, who do you think we are? We are CDP Red, dude. Pavel, it means a lot for the FF06B5 community if you could clarify, you think it's currently solvable or do we have to wait for some DLC first? Thanks. I mean, the thing is, if I will tell you, I will pretty much solve it for you, right? So I cannot. So it's definitely something. But, you know, what it is and where is it and how to get there and, you know, I'm sure you guys will uncover this. You know, I am believing in you. I know that you at some point will do it, you know? And it was actually funny because, like, at some point, Kira, you know, our Smooth Sandayu, asked me, hey, Pavel, what's the solution for FF06B5? And I told Kira when we were talking in work, and Kira started laughing, you know? And not laughing in a way that, you know, it's stupid. Started laughing in a way of like, I hope so at least, that like how clever it is. Vậy là về cơ bản, bí mật về FF06B5 chắc chắn là tồn tại. Nó là một cái gì đó và nằm ở đâu đó. Nhưng mà CD Projekt Red nhất quyết không tiết lộ, cho nên là chúng ta sẽ lại phải tiếp tục tìm lời giải thôi. Cơ mà chưa hết, có cái này mình để ở cuối vì nó là manh mối mới nhất trong công cuộc tìm kiếm bí mật này. Trong bản cập nhật Next Gen của The Witcher phần 3 có một sự thay đổi mới. Tại khu vực Destroy Bastion tại Velen, bạn sẽ tìm thấy tàn tích của 3 tòa tháp đá. Ở mỗi tàn tích có một cái cần gạt. Trong bản game gốc chắc chắn là không có. Sau khi đã gạt đủ 3 cái cần, một con Earth Elemental sẽ xuất hiện. Và sau khi đánh bại nó, một cánh cổng sẽ hiện ra từ hư không. Khi mà Geralt tới gần, nó sẽ kích hoạt và đưa anh đến tới đỉnh của pháo đài gần đó. Tại đây thì chỉ có đường đi xuống mà thôi. Và khi xuống dưới đáy, bạn sẽ bị phục kích bởi 3 con Spectre. Cho dù bạn chiến đấu giỏi ra sao thì cũng sẽ không đánh bại được chúng, bởi vì chúng có vô hạn máu. Người chơi chỉ có cách chạy sang căn phòng bên cạnh, nơi mà cũng có những con Spectre bất tử. Căn phòng này có 2 viên tinh thể, và khi kích hoạt cả 2 thì trên mặt đất sẽ xuất hiện một cánh cổng. Khi bước vào, Geralt sẽ thoát ra ngoài. Đó là một trải nghiệm đáng sợ, nhưng nó không đơn giản chỉ có thế. Trong căn phòng đó, trên tường, chúng ta có thể nhìn thấy một bức họa
với các ký tự không phải chữ Latin. Nhưng chi tiết quan trọng là cái hình ở giữa này. Nó giống hệt với cái hình trên bức tượng FF06B5 của Cyberpunk. Đây rõ ràng là một gợi ý của nhà làm game rằng hình vẽ đó là một manh mối. Cộng đồng đang suy đoán rằng nó đại diện cho cuộc đời của V, vì bốn lựa chọn cuối cùng của game sẽ phân nhánh ra làm 6 ending và nhìn nó giống hệt như cái hình vẽ vậy. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, vậy nên chúng ta phải chờ một thời gian nữa. Nếu sự thật được hé lộ, thì chắc chắn Soi Game sẽ nói về nó. Kết cục của một hãng game. Disco Elysium là một tựa game đặc biệt. Đặc biệt vì tiếng Anh của nó còn khó với cả người bản địa, và mọi thứ đều có thể giết bạn, kể cả là ngồi vào ghế hay đơn giản là tỉnh dậy và tự dưng bị đau tim. Trong một trò chơi mà nhiều thứ có thể xảy ra như vậy, thật kỳ lạ khi mà Disco Elysium gần như là không có một easter egg nào cả. Hình như có đúng một cái bí mật, hay nói đúng hơn là một manh mối mà nhà làm game để lại cho người chơi, gợi ý về những nội dung trong tương lai. Khác với CD Projekt Red, bí mật của Studio Zaum lại khá là dễ hiểu. Trong quá trình chơi game, bạn có thể đi được xuống tầng hầm của một hiệu sách và phát hiện ra một studio game bị bỏ hoang. Tại đó có một chiếc máy tính với thông tin về lịch trình sản xuất của một trò chơi mà studio này làm dở. Nó hầu hết là thông tin về world building thôi, nhưng mà có một chi tiết quan trọng. Đó là lý do mà công ty game này phá sản. Lịch trình sản xuất nói rằng một lập trình viên trưởng đã dồn quá nhiều tiền để xây dựng nên một khu vực huyền bí bí mật, nơi sẽ được đặt ở tận rìa bản đồ của trò chơi. Tại khu vực huyền bí này, người chơi sẽ có thể mở khóa được những cái đầu. Những cái đầu đó sẽ có thể lắp vào mọi nhân vật mà không có đầu, thậm chí là còn lắp được vào cả những party member của người chơi. Và mỗi cái đầu sẽ được lồng tiếng bởi một diễn viên chuyên nghiệp. Có bao nhiêu cái đầu á? 10.000 cái. Yeah, chúng ta có thể dễ dàng thấy tại sao cái studio này nó phá sản. Câu chuyện về một công ty game bên trong một tựa game nghe nó sặc mùi easter egg. Nhưng mà bạn sẽ không tìm được manh mối tiếp theo nếu không nâng đủ điểm vào Shivers. Shivers là một dạng skill tâm linh. Điểm của skill càng cao, bạn sẽ càng nhạy cảm hơn với không gian xung quanh và dường như nghe thấy lời thì thầm của thành phố này. Thì đó, nếu điểm Shivers của bạn đủ cao, khi đến bãi đất trống này ở gần làng trài, tự dưng thành phố sẽ nói chuyện với người chơi. Bạn sẽ có các lựa chọn hỏi rằng có gì ở phía đông tây nam bắc. Nếu chọn phía đông, thành phố sẽ nói rằng có một khoảng sân được chắn bởi hàng rào. Một cái xe tải của công ty logistics nào đó đỗ ở ngay trước cổng. Ánh sáng từ ngôi nhà sau hàng rào hắt lên cả mui xe. Ánh sáng trắng đến từ cửa sổ của một tòa văn phòng hình lập phương ẩn nấp giữa đống đổ nát. Một bí mật, với chữ bí mật còn được gạch chân hẳn hoi. Nếu như người chơi đi về phía đông, đến phía rìa của bản đồ game, thì đúng thật, có một cái hàng rào và nó được chắn bởi một cái xe tải của công ty Delta Logistics Company. Rất là đáng nghi là tên công ty này viết tắt là DLC. Không biết nó có ý nghĩa gì không nhỉ? Thêm nữa, nếu như đến làng trài, bạn sẽ bắt gặp một người đàn ông. Ông hơi điên điên tí và sẽ kể cho chúng ta nghe về chuyện một người lính năm xưa bị chặt đầu. Và giờ linh hồn của anh ta thi thoảng vẫn hiện lên, cố tìm cái đầu của mình ở cuối con kênh. Và thật tình cờ, cuối con kênh lại chính là hàng rào DLC kia. Kết hợp với cái lịch trình sản xuất ở công ty game bị bỏ hoang, nói về việc họ muốn xây dựng một khu vực bí ẩn ở rìa bản đồ, nơi mà chúng ta sẽ tìm thấy đầu để lắp vào những người không có đầu, thì có thể suy luận được rằng Studio Zaum đang lên kế hoạch về một DLC cho Disco Elysium. Nội dung mở rộng đó sẽ diễn ra sau cái hàng rào, và có thể nó sẽ liên quan đến việc tìm cái đầu bị mất của người lính kia hay là gì đó. Tuy nhiên cái DLC này sẽ không đến sớm, tại vì cũng như người đàn ông ở làng trài nói, một chuyến thám hiểm ở bên kia hàng rào sẽ rất là đắt. Nói cách khác, doanh thu bán game phải cao thì mới đủ tiền làm nội dung mới. Rồi đến năm 2021, chúng ta có Disco Elysium The Final Cut, và trong bản game đó không có gì liên quan đến cái đầu cả. Nó có quest mới, nhưng mà nó không liên quan gì đến cái xe DLC cả. Và điều duy nhất liên quan là giờ tất cả nhân vật đều được lồng tiếng. Giống như cái lịch trình nói rằng sẽ có 10 cái đầu và mỗi cái đầu đều có một diễn viên lồng tiếng vậy. Thế là tất cả manh mối kia chỉ để gợi ý cho việc game sẽ có lồng tiếng à? Sự thất vọng của tôi là không thể đong đếm được. Và ngày của tôi đã bị hủy. Escape from Tarkov không phải là một tựa game casual. Bạn có thể nhận quest, thực hiện nó trong gần một tiếng
rồi sau đó bị một con AI hay một người chơi ngẫu nhiên nào đó bắn chết, làm hỏng cả quest và mất toàn bộ vật phẩm trên người. Oh my god, you want to me? I hate this game! Escape from Tarkov sẽ khiến việc thức dậy đi làm của bạn là khoảng thời gian thư giãn sau những giờ chơi game căng thẳng. Với việc phải liên tục căng mình giữ cho bản thân sống sót như vậy, thì có lẽ các bạn đã bỏ lỡ một số chi tiết thú vị trong game mà nhà phát triển đã cài cắm vào. Đầu tiên hãy nói về những item cụ thể của game. Có một băng đạn nhìn khác hẳn với những băng còn lại. Nó có màu vàng của chuối. Đây là băng đạn Banana P-Mark cho súng AK. Và khi nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy một mã QR. Khi quét mã QR đó, nó sẽ cho chúng ta một câu tiếng Nga. Và khi dịch ra, chúng ta sẽ có: mấy người không có việc để làm à? Jeez, đâu phải nặng lời như thế. Trong một item khác, đó là nắp hộp khóa nòng của khẩu RPK-16. Nếu như xoay nó lại và nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ thấy một dòng chữ tiếng Nga khác, được dịch là: đang tìm cái gì ở đây vậy? Ngoài ra còn có băng đạn của khẩu P90 có khắc dòng chữ: sẽ được làm trong suốt sau. Nó liên hệ với việc băng đạn của súng P90 ngoài đời được làm bằng polymer trong suốt, có thể nhìn thấy đạn bên trong. Còn trong Escape from Tarkov thì không. Chắc là tại làm texture trong suốt hơi khó cho nên là tạm bỏ qua. Một số vật phẩm trong game thì được thiết kế tương tự như ngoài đời. Ví dụ như túi Sick Organization được dùng để đựng đồ chẳng hạn. Nó lấy cảm hứng từ túi Vertex. Và nếu xem review trên Amazon, chúng ta sẽ bắt gặp một số game thủ Escape from Tarkov. Rất tốt để thu thập động tác. Tôi đã mong là nó có thể để vừa tài liệu tình báo vào trong. Nhưng ngoài ra thì chiếc túi này rất tốt trong việc giữ chìa khóa, dụng cụ và tiền một cách an toàn. Cứ mua đi, ai cũng cần một hay hai cái đấy. Tarkov muôn năm. Một loại vật phẩm khác cũng có sự thật thú vị là thuốc lá Strike. Thứ nhất, mặc dù tên là Strike, nhưng mà cái chữ trên bao lại là Rike. Và thứ hai, ở dưới có chữ Milk Chocolate. Thuốc lá có vị sô-cô-la sữa à? Thực ra cái bao này được thiết kế dựa trên bao bì của Lucky Strike, một thương hiệu đồ ngọt. Ngày xưa họ có chiến dịch marketing làm kẹo nhìn như thuốc lá, vừa để cho các bé trai có thể thể hiện sự ngầu lòi của mình, trong khi không nhất thiết phải hít nicotine vào trong người, vừa để quảng bá thuốc lá để trẻ vị thanh niên mua chúng sớm hơn. Có vẻ là khi đến với nước Nga độc lạ thì nó đã thành thuốc lá chuẩn chỉ luôn. Một cái kẹo khác bạn có thể tìm thấy trong game là Snickers, và bạn có thể thấy thành phần của nó có sô-cô-la sữa, đường, bột cacao, ăn mông tôi đi. Cùng với đó là chất béo sữa, chất tách béo, chất tạo vị và cứu tôi, họ không trả lương cho tôi. Và cũng có cả thông tin liên hệ nữa, viết rằng đừng gọi, chúng tôi ghét bạn. Thế thì thôi, không gọi nữa, ai thèm. Tiếp nữa, chúng ta có dầu bôi chân súng thương hiệu Fireclean với chữ K, được lấy cảm hứng từ dầu bôi chân súng thương hiệu Fireclean với chiếc cờ. Miêu tả của nó nói rằng dầu bôi chân này còn được dùng cho nhiều mục đích khác nữa. Nó liên hệ tới một cái drama của Fireclean ngoài đời thực. Vào năm 2016, một blogger chuyên về súng ống đã đăng một bài chỉ ra sự giống nhau đến ngạc nhiên của dầu bôi chân súng Fireclean và dầu thực vật của Crisco. Sau đó, thực sự một người làm trong phòng thí nghiệm đã kiểm tra và dường như ủng hộ giả thuyết rằng Fireclean thực chất là dầu ăn nhưng đắt hơn rất nhiều. Thông tin này đã khiến nhiều người tức giận, cho rằng họ đã bị bóc lột. Số còn lại thì bắt đầu dùng Fireclean để nấu ăn. Như là trong video này, khi mà Ian từ kênh Forgotten Weapon nếm thử cái dầu và nói rằng nó chẳng có vị gì cả, trong khi người còn lại, Carl, thì đang rán trứng bằng cái dầu đấy. Họ sau đó kết luận rằng nếu như dùng Fireclean để rán trứng thì nó sẽ có vị như trứng rán. Đó, có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Ở ngoài các map của game cũng có những chi tiết thú vị. Trong map Customs tại một tòa ký túc xá, khi lên phòng 212, bạn sẽ thấy một cái máy tính bị kẹt với cửa sổ lỗi Unity. Escape from Tarkov được phát triển trên Unity, cho nên có lẽ đó là cảnh tượng mà đội ngũ làm game thấy thường ngày. Chúng ta thậm chí còn được xem cái lỗi của game nó nhìn như thế nào. Đó là hình của một con Doge. Trong quá trình phát triển game, khi mà chưa có một cái texture cụ thể, người ta sẽ thường dùng tạm một cái hình gì đó để thay thế. Ở trường hợp của Escape from Tarkov thì họ đã dùng tạm hình con Doge. Thỉnh thoảng khi game bị bug thì hình chú chó này sẽ xuất hiện, nhưng mà bạn cũng có thể tìm thấy nó kể cả khi game không bị lỗi, chễm trệ trong một cái khung ảnh. Ở một tòa nhà khác thì bạn có thể thấy một tấm phông xanh, máy quay và đồ chơi khủng long. Nó liên hệ tới phân đoạn này trong Battlefield phần 3. Hello, Mr. Miller, is it? Americans and their souvenirs. Is this your child? I can see the name. Johnny Miller. Trong map Reserve thì bạn có thể thấy một cái mái vòm lớn và lỗ ở trên nó, nhìn giống như biểu tượng rơi của Batman vậy.
Tại map này, bạn cũng có thể thấy một hàng cây có màu xanh đậm hơn những hàng cây xung quanh. Và ở cạnh đó là một hộp sơn với sơn xanh chảy dưới đất. Nó liên hệ tới những nhiệm vụ mà lính mới trong quân ngũ phải làm khi bị phạt. Như là đó, sơn màu xanh cho cây xanh, lau bãi đỗ xe sau một cơn mưa to, hay là cọ sàn bằng bàn chải. Còn ở ngoài bờ biển, bạn có thể vào một ngôi nhà và phá một cái cửa trong đó. Khi đi vào, bạn sẽ thấy đó là một căn phòng trống không, chỉ có độc một cái ghế và nó bị treo ngược trên tường. Không biết là nó liên hệ tới cái gì nữa, nếu như mọi người biết thì hãy chia sẻ dưới phần comment nhé. Ở map Shoreline thì chúng ta có thể thấy một cái nhà vệ sinh với hai cái toilet đối diện nhau. Còn ở trong rừng thì người chơi có thể thấy một chiếc xe bị thiêu rụi, trong đó có một con gấu con. Nó liên hệ tới một câu chuyện cười nổi tiếng của nước Nga. Câu chuyện như sau. Có một con gấu đang đi trong rừng, nó nhìn thấy một chiếc xe đang cháy, nó ngồi vào xe và bị cháy chết. Hết chuyện. Thì kiểu chuyện cười nước Nga mà. Về cơ bản, nếu như bạn tự dưng kể cái này trong một buổi nói chuyện thì sự đơn giản và ngớ ngẩn trong diễn biến câu chuyện sẽ làm đối phương cười hay là gì gì đấy. Mình thì không thấy buồn cười lắm. Nintendo và sự nổi dậy của người làm cong thìa. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Pokemon chắc là từ những lá bài được bán ngoài cổng trường. Lúc đó thì tôi nhìn thiết kế của các nhân vật trong nó kỳ kỳ cho nên là không để tâm lắm. Cho đến khi tôi xem được anime chiếu trên TV, lúc đấy thì bắt đầu nghiện. Và ngoài Pikachu ra, có một con Pokemon khác mà tôi để ý. Đó là Alakazam. Đơn giản là vì nó có thìa, sức mạnh của nó xoay quanh thìa, không có gì buồn cười hơn thế cả. Thế là tôi bắt đầu mua bài, dùng tiền ăn sáng để mua. Tôi kiếm được bài Alakazam, tôi kiếm được bài Abra. Nhưng mà tôi không tài nào tìm được dạng tiến hóa cấp 2 của nó, Kadabra. Ban đầu thì khá là cáu tại vì tốn khá nhiều tiền. Và sau đó bị bố phát hiện rồi bị ăn tẩn nữa. Nhưng mà rồi một thời gian ngắn cũng hết bận tâm luôn. Tại vì bọn trong lớp có trend mới, bài Magic. Nhưng mà lúc nào cái cảm giác không hoàn thiện ấy nó cứ văng vẳng ở trong đầu. Và cho đến gần đây tôi mới phát hiện ra lý do tại sao không thể nào kiếm được lá bài Kadabra. Đó là vì nó bị cấm in. Và chuyện cấm in này liên quan đến màn đối đầu giữa Pokemon và một ảo thuật gia. À không, một nhà ngoại cảm mới đúng. Bạn có biết Uri Geller không? Ông là một người làm nghề giải trí và đã trong ngành được 40 năm rồi. Lên nhiều show truyền hình và cũng biểu diễn ở nhiều nước. Biểu diễn gì á? Thì ổng dùng phép thuật. Vào những năm 1970, Geller bắt đầu xuất hiện trước công chúng và khẳng định rằng ổng có siêu năng lực, có cảm xạ và khả năng ngoại cảm. Ông đã thực hiện những màn trình diễn siêu phàm như là nhìn thấy một bức tranh đang bị che khuất, hay là làm một cái đồng hồ chạy nhanh hơn chỉ bằng sức mạnh thần bí của mình. Nhưng mà nổi tiếng nhất, và có lẽ cũng là điều Geller tự hào nhất, là ông có thể làm thế này. Melt and look, the metal is becoming almost like plastic. Plasticine, no heat is produced. I say bend, melt. Bend and look, and then I went like that, and the spoon broke. Tất cả quỳ xuống, đứa trẻ làm cong thìa trong ma trận là có thật. Cái khả năng làm cong kim loại, đặc biệt là thìa của Geller, được chiếu trên sóng TV và khiến nhiều người choáng ngợp, tin rằng anh có sức mạnh siêu nhiên thực sự. Những người khác thì rõ ràng là thấy có mùi và chỉ coi Geller là một ảo thuật gia mà thôi. Nhưng mỗi khi có những lời cáo buộc như vậy, thì ông sẽ khó chịu và liên tục đính chính rằng khả năng của mình là ma thuật được những thực thể ngoài hành tinh trao cho. Yeah, nghe hay đấy. Ông mua đồ ở đâu cho tôi mua ké chơi Tết nào. Cơ mà đó, Uri Geller, một nhà ngoại cảm có khả năng làm cong thìa. Sao nghe cứ quen quen thế nhở? Đó cũng là khởi đầu cho câu chuyện của chúng ta. Vào Giáng sinh năm 1999, Uri Geller có một chuyến thăm tới Nhật Bản và đi thăm thú một Pokemon Center tại Tokyo. Theo lời kể của Geller được đăng trên tờ Guardian, quản lý cửa hàng đã lao ra khỏi văn phòng, chạy tới chỗ ông và quý chào liên tục, trong khi hàng trăm đứa trẻ đổ xô tới, rơi những tấm thẻ để cho ông ký. Cùng lúc đó reo lên cái tên Uri Geller, Uri Geller liên tục. Nên nhớ đây là lời kể của chính nhà ngoại cảm của chúng ta mà thôi. Geller sau đó đã nhìn vào tấm thẻ bài mà lũ trẻ đưa cho ông và nhận ra một điều kinh khủng. Đó là lá bài của một con Pokemon cầm một cái thìa hệ Psychic. Nhưng quan trọng nhất là cái tên của nó. Ở ngoài Nhật Bản thì chúng ta hay gọi con Pokemon này là Kadabra. Nhưng ở đất nước này, nó có tên là Yun Geller. Quá nhiều sự trùng hợp, dùng sức mạnh siêu linh, chủ đề nổi bật là cái thìa
và cái tên quá giống với Yuri Geller. Ông ngay lập tức nhận ra đó là bản thân mình trong thẻ bài. Geller chưa bao giờ cho phép Nintendo sử dụng tên và thân phận của mình cho một con Pokemon nào cả. Do vậy, ông đã liên hệ tới một luật sư ở Tokyo và bắt đầu tiến hành kiện tụng. Họ không thể làm tiền từ tên và hình ảnh của tôi như thế, xong rồi lách luật bằng cách đổi tên cho lá bài ở nước ngoài được, Geller nói. Tôi đã nhận một vài email hỏi rằng có phải bản thân tôi được dùng cho lá bài ấy không, và nói rằng chắc tôi được Nintendo cho nhiều tiền lắm nhỉ. Ông cũng nói rằng kể cả khi được báo trước, Geller cũng không muốn tên của mình được gắn vào một con Pokemon mà hiếu chiến và độc ác như vậy. Thế này còn tệ hơn cả việc gọi ông là ảo thuật gia. Đây là ăn cắp danh tính. Chưa hết, Geller còn khẳng định rằng những tia sét trên bụng của Kadabra là liên hệ tới logo của tổ chức quân sự SS hoạt động dưới sự điều hành của Hitler. Cảm thấy chỉ thuê luật sư ở Tokyo thôi là chưa đủ, ông bắt đầu thuê cả luật sư ở châu Âu, Mỹ, Nam Mỹ và ở Úc để tham gia vào cuộc chiến này. Riêng luật sư ở Mỹ thì nói rằng Geller nên bắt Nintendo bồi thường 100 triệu đô la. Hai bên lôi nhau ra tòa để giải quyết, và rồi không có chuyện gì xảy ra nữa. Những người quan tâm ngồi hóng tin thì cũng mọc cả rễ dưới mông luôn, vì cả Geller lẫn Nintendo đều không đưa ra một kết luận nào cả, cũng không có cả thông tin trên báo chí luôn. Và cứ như thế, thời gian trôi đi và tất cả mọi người cũng đã quên vụ kiện này. Well, gần như tất cả mọi người thôi. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2008, Pokebeach, một trang web do fan lập, đã đăng một bài phỏng vấn với Masamitsu Hidaka, đạo diễn của bộ anime Pokemon. Trang web này có hỏi về vụ kiện tụng với Yuri Geller. Ban đầu thì Hidaka còn không nhớ đó là vụ kiện nào, nhưng khi được nhắc lại, anh đã nhớ ra và nói rằng nó đã giải quyết xong đâu. Hả? 9 năm rồi mà vẫn chưa giải quyết xong là sao? Có vẻ là tới thời điểm đó vẫn không ai chịu thua ai cả. Geller thì khăng khăng rằng mình đã bị ăn cắp danh tính, còn Nintendo thì rõ ràng là không muốn trả 100 triệu đô la rồi. Hidaka nói thêm rằng vì vụ kiện chưa xong cho nên là từ năm 1999, lá bài Kadabra đã bị cho ngừng sản xuất, tới giờ vẫn không được in. Khi được hỏi là anh có biết khi nào vấn đề này sẽ được giải quyết hay không, thì Hidaka nói rằng chắc chắn là không sớm đâu. Và rồi một thời gian dài sau cũng lại không có thông tin gì nữa. Cho tới năm 2020, Yuri Geller bỗng dưng đăng một bài tweet nói rằng: tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã làm 20 năm trước. Tất cả mọi người, tôi đã bỏ lệnh cấm. Giờ quyết định mang lại tấm thẻ Kadabra là của Nintendo. Tôi tin rằng giờ nó sẽ là một trong những tấm thẻ hiếm nhất, truyền năng lượng và tình yêu đến cho các bạn. Vậy là Geller đã bỏ vụ kiện luôn. Chỉ như vậy, sau 20 năm. Có thể là ổng nhận ra là nó vô nghĩa thế nào và không thể thắng được, hoặc cũng có thể là ổng cũng chả quan tâm nữa và sử dụng thông báo này để quảng bá cho một sản phẩm mới của mình, bảo tàng Yuri Geller. Một bảo tàng chỉ về nhà ngoại cảm này. Nó cũng trưng bày 2.000 cái thìa mà ông đã bẻ cong nữa, được phủ trên chiếc xe Cadillac. Và bây giờ nếu đến thăm, bạn sẽ nhìn thấy bức thư mà ông gửi cho chủ tịch của The Pokemon Company, Tsunekazu Ishihara, nói rằng cho phép công ty sử dụng lại hình ảnh và cả tên của con Pokemon Yuri Geller. Bên cạnh đó là bức thư phản hồi của Ishihara chúc mừng Geller đã khai trương thành công bảo tàng. Vậy là sau 20 năm, vụ kiện cuối cùng cũng được giải quyết một cách êm đẹp. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội thu thập đầy đủ 3 lá bài Abra rồi. Thị trường game indie Triều Tiên. Chắc là mọi người thấy lạ khi mình nói về Triều Tiên trong một số soi game đúng không? Kiểu rõ ràng ý nghĩ đầu tiên của mọi người sẽ là trò chơi điện tử bị cấm tiệt toàn bộ mà, đúng không? Cũng dễ hiểu thôi, đất nước này kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi thứ mà. Mọi loại hình giải trí ngoại quốc gần như sẽ không có tí cơ hội nào lọt qua hải quan. Còn kỹ sư Triều Tiên tự làm game á, nghe như một điều bất khả thi vậy. Nhưng trên thực tế thì nó không khó tin đến vậy. Mình sẽ kể cho các bạn nghe xem văn hóa trò chơi điện tử ở đất nước kín đáo nhất thế giới nó như thế nào. Cái bạn đang nhìn đây là tựa game mới nhất được phát triển bởi Triều Tiên và cũng là tựa game đầu tiên của đất nước này được phát hành miễn phí cho tất cả những nước khác. Và như các bạn có thể thấy, nó có vài chỗ khá là buồn cười. Được rồi, chuyển lại sang nhạc soi game nào. Tựa game này có tên là Pyongyang Racer hay tay đua Bình Nhưỡng. Khi nghe tên thì chắc các bạn sẽ nghĩ nó tựa tựa dạng Need for Speed với 10 chiếc xe cùng đấu đá với nhau để tranh giành vị trí dẫn đầu đúng không? Tay đua Bình Nhưỡng cũng như vậy.
các bạn có thể thấy là chúng ta đang đua với số bệnh nhân COVID ở Triều Tiên. Ngoại trừ frame rate không ổn định, tiếng còi xe khó chịu và đồ họa PS1, thì điều đáng chú ý khác trong tựa game này là dịch thuật tiếng Anh dở đến mức buồn cười. Sẽ phải, có phải bạn vừa hoàn thành bài kiểm tra không? Tôi không biết nữa, có bài kiểm tra à? Tại sao lại hỏi tôi? Rẽ trái, loại như mày lẽ ra không nên ra đường. Nhưng tôi vẫn làm theo chỉ dẫn mà. Khải hoàn môn, nhưng không có nạn tắc đường của Paris. Ờ thì tại vì có ai ở Triều Tiên mua được xe đâu. Nhìn vào tay đua Bình Nhưỡng, các bạn có thể suy luận được đất nước này tiếp xúc với văn hóa video game ít thế nào, thậm chí là có thể không có. Nhưng thực ra, người Triều Tiên đã chơi game từ những năm 80 cơ. Tất nhiên là không phải tất cả. Hầu hết những người để tiếp cận với trò chơi điện tử đều là những cá nhân may mắn có gia đình làm nhà ngoại giao. Phụ huynh của họ đi công tác ở nước ngoài và có thể mang về một số món quà cho con cái của mình. Đó có thể là một cái máy Sony PlayStation hoặc có thể là một con NES. Mình nên nói rõ thêm là số lượng thanh niên may mắn này không hề nhiều. Họ đều nằm trong giới tinh hoa của đất nước, chiếm khoảng 1% dân số và hầu hết sinh sống ở thủ đô Bình Nhưỡng. Vậy còn ở ngoài thủ đô thì sao? Well, bạn vẫn có thể được chơi game. Điều kiện là bạn phải có tiền, hoặc là bạn vừa có tiền vừa là người ngoại quốc. Trại hè thiếu nhi quốc tế Songdo-won mở cửa từ những năm 1960 là trung tâm giao thoa văn hóa của trẻ em trên khắp thế giới. Có cả các bé Việt Nam đến chơi này. Với 300 đô một tuần, một con số siêu lớn với người dân Triều Tiên, các em sẽ có phòng nghỉ hiện đại, có bể bơi, có đường đua điền kinh và có thủy cung. Nhưng quan trọng nhất là tại đây có hẳn phòng chơi game. Những chiếc console tại đây thì không được chính chủ lắm. Họ dùng loại máy có tên là Micro Genius, được sản xuất tại Đài Loan, và nó là một phiên bản copy của máy NES. Các trò chơi trên này cũng đều là hàng lậu, và nó tập hợp 4 trò chơi trong một băng, bao gồm Contra, Left 4 Dead, Green Bird Sections và Jackal. Trừ Contra và Jackal ra thì tôi không biết hai con game còn lại là cái gì cả. Nhưng theo một bức hình khác thì có vẻ một trong số đó là Double Dragon phần 2. Đó là những cách để chơi game hợp pháp. Ngoài ra thì các thanh niên còn chơi lén nữa. Theo Hyung Sung Lee, một người đào ngũ từ Triều Tiên sang Hàn Quốc kể lại, ở Bình Nhưỡng có những nơi được gọi là PC Bang hay Internet Cafe. Ở đây sẽ có những chiếc PC với mục đích là cho người dân đọc tin tức hoặc là để học sinh học tập. Nhưng vì lý do gì đó mà những chiếc máy tính này có cả game như là Counter-Strike và đế chế. Dĩ nhiên nó dẫn tới việc những bạn trẻ bắt đầu bắn nhau qua mạng LAN. Không lâu sau thì chính phủ Triều Tiên cũng phát hiện ra, cho nên là họ đã sản xuất một bộ phim ngắn mang tên Hãy cùng nhau loại bỏ vấn nạn này, nói về tác hại của việc chơi game. Tuy nhiên đến thời của Kim Jong-un thì thái độ về trò chơi điện tử của đất nước này có vẻ đã thay đổi chút ít. Theo cuốn The Great Successor, nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong thời gian học tại Thụy Điển có chơi game trên máy PlayStation. Và kể cả khi chưa đi du học thì ở nhà của ông tại Bình Nhưỡng cũng có cả máy NES để chơi Mario nữa. Có lẽ việc tiếp xúc với video game từ bé đã khiến Kim Jong-un có suy nghĩ thoáng hơn về cách thức giải trí này. Dưới thời của ông, một số trung tâm arcade đã được xây nên với các trò chơi như là Boot Hill, Aero City, một cái tên khác của Street Fighter và Yeah Kung Fu. Thậm chí còn có cả game Let's Go Jungle của Sega nữa. Nhưng nhất quyết, mọi game từ Mỹ phải bị bài trừ, kiểu tất nhiên rồi. Cứ mà buồn cười là Terminator Salvation, một tựa game được phát triển bởi studio Hoa Kỳ Play Mechanics, thì lại được nhập vào Triều Tiên một cách bình thường. Chắc là có một ai đó thích kẻ hủy diệt đây ấy mà. Từ chơi game chuyển đến làm game, có vẻ nhà lãnh đạo không cấm đoán việc phát triển trò chơi điện tử, miễn là nó phải thể hiện rõ sự tuyệt vời của Tổ quốc và bài trừ phương Tây. Do đó chúng ta có tựa game Flash này do Triều Tiên phát triển. Tôi không biết phải đọc cái tên này như thế nào, nhưng về cơ bản, nó bao gồm các mini game cho phép bạn đập Tổng thống Mỹ, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật bằng vỉ mũi hoặc là búa. Gần đây hơn thì có Hunting Yankee, nơi bạn vào vai người lính Triều Tiên đi tiêu diệt lính Mỹ. Nhưng vì cả hai game đều có chủ đề chính trị rõ ràng nên chỉ được lưu hành trong nội bộ đất nước này. Có Pyongyang Racer là game đầu tiên hướng tới quốc tế, vừa để thể hiện rằng đúng, người Triều Tiên có chơi game và làm game, vừa để quảng bá du lịch bằng cách giới thiệu những di tích tại Bình Nhưỡng. Nhưng mà rõ ràng họ vẫn còn một con đường dài để đi, bởi vì game chỉ có đúng một waifu mà lại để cho em ấy không tán được là dở rồi. Godzilla cuồng loạn tại Vegas. Fallout New Vegas được nhiều người coi là phần game hay nhất của cả series. Bối cảnh, cốt truyện, yếu tố RPG, xây dựng thế giới, xây dựng nhân vật, tất cả đều tuyệt vời. Không thể tin được là New Vegas suýt nữa đã được phát triển theo hướng là bản mở rộng của Fallout 3. May mà Todd Howard đã nghĩ lại và để nó trở thành một sản phẩm riêng biệt.
Do đó, Studio Obsidian cũng có thêm lý do để nhét nhiều Easter egg vào trong tựa game này. Đầu tiên, tại khu vực North Vegas Square, nếu như bạn vào tòa nhà The Grey, rẽ trái, rồi phải, và vào căn phòng này, bạn sẽ thấy một con khủng long đồ chơi đang hút thuốc. Cũng tại tòa nhà này, nếu như bạn đi lên tầng 2 và vào căn phòng đang có người ngủ này, thì sẽ thấy cũng một con khủng long đồ chơi, nhưng lần này nó đang cầm dao và có vẻ đang quyết chiến với một con gấu bông cũng đang cầm dao khác. Tiếp theo, tại Ruby Hill Mine, bạn hãy đi sâu vào trong để đến được một cái hang ngập nước, nhảy xuống nước và bạn sẽ thấy bốn bộ xương cùng với một con Super Mutant đang chơi poker. Có thể là nó liên hệ tới những cuộc thi đấu poker dưới nước như là của Morning Dive chẳng hạn. Ngoài Mỹ ra thì ở Trung Quốc, Utah hay nước Anh cũng có, hoặc là thi đấu chuyên nghiệp, hoặc là để gây quỹ cộng đồng. Fun fact, giải poker dưới nước đầu tiên được tổ chức vào năm 2005 bởi Interpoker diễn ra tại vùng biển Caribe. Còn bức ảnh về một ván poker dưới nước đầu tiên thì được chụp từ tận năm 1951. Quay trở lại với Fallout New Vegas, nếu như bạn đến gần một cột điện bất kỳ thì khả năng cao nó sẽ có dòng chữ TES04. Nó liên hệ tới tựa game The Elder Scrolls 4 Oblivion, cũng là của Bethesda phát hành. Nếu như bạn vào tòa tháp Lucky 38, đi lên tầng Presidential Suite và vào căn phòng bên tay trái, bạn sẽ thấy một cái bàn bia. Trên bàn, bạn sẽ thấy những quả bóng được xếp thành hình mũi tên, chỉ lên poster ghi chữ Lucky 38. Đồng thời, các con số trên những quả bóng 10, 13, 2, 8, 5 khi cộng lại cũng ra kết quả là 38 luôn. Khi bạn đến Camp Golf vào House Resort rồi đi sang trái để sang phòng chứa đồ, thì bạn sẽ thấy một bức ảnh lớn của Mr. House đang đứng trước một con robot khổng lồ. Nó liên hệ tới bức ảnh này của Howard Hughes, một doanh nhân, nhà đầu tư, phi công, kỹ sư hàng không vũ trụ, nhà phát minh và nhà từ thiện người Mỹ. Có thể thấy Howard chính là nguồn cảm hứng cho nhân vật Mr. House của New Vegas. Tiếp nữa, trong game bạn sẽ nhận được một quest tên là G.I. Blues từ The King, một người mà có khuôn mặt rất giống với ca sĩ Elvis Presley. Trong quest này, bạn phải đến Old Mormon Fort, sau đó hãy tiến vào cái lều đầu tiên bên tay phải. Bạn sẽ thấy ba NPC có tên lần lượt là Roy, Wayne và Faris. Chi tiết này liên hệ tới tay vật WWE Roy Wayne Faris, người mà nổi tiếng trong việc đóng giả Elvis trên sàn đấu. Nhân tiện, cái tên của quest G.I. Blues cũng là tên của một bộ phim hài nhạc kịch năm 1960 mà có Elvis làm diễn viên chính. Còn tại khách sạn Vault 21, bạn sẽ gặp Sarah, người điều hành của nơi này. Easter egg này yêu cầu bạn phải phá khóa, đột nhập vào phòng riêng của Sarah. Không, không phải trộm đồ, tôi không phải là thằng biến thái, mà là để nhìn vào bức ảnh này. Có thấy quen không? Đó chính là bố và mẹ của nhân vật chính trong Fallout phần 3. Việc bức hình này có trong phòng của Sarah đơn giản là một sự liên hệ, vì phần 3 cũng có một nhân vật khác tên là Sarah thuộc Brotherhood of Steel, một người sẽ đồng hành với nhân vật chính trong những quest cuối cùng. Tiếp nữa, nếu như bạn đi đến cái hàng rào phía bắc của Hidden Valley, sau đó chạy đến đúng chỗ này và để chế độ góc nhìn thứ 3, bạn sẽ thấy một dòng chữ lơ lửng trên trời ghi rằng Steve đã ở đây, nhưng mà sai chính tả. New Vegas, giống như phần 3, cũng có console command và bạn có thể viết lệnh để triệu hồi tinh hoàn. Chỉ cần ấn player.placeofme cách 00139B8B, một con NPC tên là Testicle sẽ hiện ra. Đó, tinh hoàn đó. Khi nói chuyện với Testicle the Debug Centurion, bạn sẽ có thể thay đổi danh tiếng của mình với các phe phái trong game. Về cơ bản thì ổng là một loại cheat code. Cũng dùng console command, nếu như bạn nhập vào player.placeofme cách 0011324A cách 1 thì một con gecko khổng lồ sẽ xuất hiện. Điều đặc biệt là tên định danh trong hệ thống của nó là Gojira, tức là Godzilla ấy, và nó có đòn tấn công đặc biệt tên là Gojira Flame. Nó được tạo ra bởi Seth Buckley, một nhân viên của Studio Obsidian, và anh ta sẽ thường hay vui đùa bằng cách spawn Gojira ở khu vực Camp McCarran để cho con quái vật lộng hành và giết hết NPC. Một số bí mật khác của Fallout New Vegas thì yêu cầu bạn phải chọn Trade Wild Wasteland cho lúc tạo nhân vật đầu game. Mô tả của nó là Wild Wasteland giải phóng những yếu tố kỳ dị và ngớ ngẩn nhất của nước Mỹ hậu tận thế, không dành cho những kẻ nhát gan và những thanh niên nghiêm túc. Nói ngắn gọn là nó sẽ thêm vào những sự kiện ngẫu nhiên kỳ lạ trong quá trình chơi. Một trong những sự kiện ấy sẽ ở Freeside. Khi mà bạn nói chuyện với NPC, họ sẽ kể về một nhóm trộm cắp gồm các bà già cầm vũ khí. Để gặp các bà, bạn sẽ phải vào tòa nhà Cerulean Robotics rồi đi ra. Khi đó, ba bà già mặc đầm màu hồng sẽ phục kích bạn. Bộ đầm này điểm thêm một chút sắc đỏ chắc là cũng đẹp mà đúng không? Khi tới Nipton, bạn sẽ có thể bắt gặp một ngôi nhà bị cháy rụi,
cùng với đó là hai bộ xương với cái tên Beru và Owen. Nó liên hệ tới bộ phim Star Wars A New Hope, khi mà dì và cậu của Luke Skywalker, cũng tên là Beru và Owen, đã bị chết cháy và chỉ để lại bộ xương. Tiếp theo, khi đến The Ultralux, bạn sẽ có thể nhận quest tên là Beyond the Beef và phải nói chuyện với một thám tử tư. Khi mà vào phòng của anh ta, bạn sẽ thấy là ảnh đã nằm chết ở đó rồi. Và khi nhìn kỹ, bạn sẽ thấy anh thám tử này hơi quen. Tóc đỏ, đeo kính râm và tên là Crusoe. Nó liên hệ tới David Caruso, người đóng vai nhân vật chính trong series truyền hình CSI Miami, với vẻ ngoài gần như là y hệt. Easter egg cuối này thì không cần Wild Westland, nhưng nó yêu cầu bạn phải làm những bước cụ thể. Đầu tiên, bạn không được thám hiểm Rock Flower Cave. Nếu như bạn đã đi vào đây thì bí mật sẽ không xuất hiện nữa. Thay vào đó, bạn phải tới Freeside và vào Atomic Wrangler Casino, nói chuyện với tiếp tân, nhận quest đòi nợ Lady Jane, rồi tới Strip North Gate và nói chuyện với Lady Jane. Cô ta sẽ nói là tiền của mình đã để hết ở trên xe chở đồ và giờ nó đang bị thất lạc ở Brock Flower Cave. Lúc này bạn mới đến đây và bắt đầu thám hiểm. Bạn sẽ thấy con bò chở xe của Lady Jane, nhưng cái cần chú ý là trên lưng của nó. Đấy là đầu của Abraham Lincoln. Nó liên hệ tới cái tượng Lincoln bị mất đầu ở Fallout 3. Có side quest cho bạn lắp lại cái đầu, nhưng mà như chúng ta thấy ở đây thì có vẻ vị tổng thống giờ lại không nguyên vẹn rồi. Buôn người ẩn giấu giữa chúng ta. Vào tháng 5 năm 2021, ban nhạc K-pop BTS có hợp tác với chuỗi đồ ăn nhanh McDonald's để tung ra một phần ăn giới hạn trong chiến dịch quảng bá của họ. Phần ăn mang tên là The BTS Meal, bao gồm một coca, một khoai tây chiên, hai loại sốt chấm là tương ớt Hàn Quốc và tương ớt Cajun, cuối cùng là 10 miếng gà McNugget. Ngay khi ra mắt, phần ăn đặc biệt này đã ngay lập tức hết hàng. Tất nhiên có trend là sẽ có cơ hội để kinh doanh, cho nên một số người đã mua phần ăn BTS rồi sau đó giao bán lại trên mạng với số tiền đắt đỏ. Nổi bật trong số đó là cái này. Miếng McNugget có hình giống crewmate trong Among Us. Nó được đấu giá trên eBay với số tiền gần 100.000 đô la. Điều này đã khiến cho nhiều người khác cũng bắt chước theo, tìm kiếm những miếng gà có hình dáng tương tự để đem đi bán. Với chúng ta thì nó không khó tin đến mức đấy. Trên thế giới luôn có những người đủ điên để mua những miếng nugget như vậy bằng bất cứ giá nào. Kiểu Among Us mà. Nó nổi tiếng toàn cầu và gắn liền với văn hóa meme rồi ấy. Nhưng với những người khác thì họ cho rằng sự thật không thể nào như thế được. Ai lại vứt đi cả chục, cả trăm nghìn đô la cho một cái miếng gà? Và họ bắt đầu dùng óc để suy nghĩ, rồi đưa ra một kết luận như thế này. So what that they look like Among Us characters? Why are they selling for so much? What, these children are buying this because they love, how do they have the money? Even adults. Why would an adult buy this? It's a video game for children, you know? But what it is, this is the truth hidden in plain sight. This is actually child f***ing. These chicken nuggets represents children. And this is what they use. These demons that rule the world, all these millionaires and billionaires, they're all demons. A lot of them are. Đây chỉ là một trong số nhiều video mà chủ yếu là các TikToker đăng lên để cảnh báo mọi người về một hệ thống bán dâm sử dụng những miếng gà Among Us để che mắt cơ quan chức năng. Mặc dù chúng ta nghe thì thấy nực cười, nhưng mà nghĩ mà xem. Một miếng gà được bán với giá 100.000 đô la chỉ vì nó có hình Among Us, và các tỷ phú sử dụng gà Among Us để che giấu giao dịch thực sự là mua bán dâm. Cả hai thực sự đều khó tin như nhau, nên là với những ai mà không biết Among Us đã tạo ra cơn sốt lớn như thế nào thì cũng không khó hiểu khi mà họ lựa chọn tin vào cái lời đồn kia. Còn vì sao họ nghĩ đối tượng là trẻ em thì mình cũng chịu. Nó lan ra rộng và nhanh, đến nỗi mà một nhà hoạt động trong ngành công nghiệp người lớn cũng tin, đơn giản là vì các video có quá nhiều view và like. Trên forum của eBay cũng bắt đầu có người đặt ra câu hỏi, tại sao mọi người lại bán mấy miếng gà nugget về giá hàng nghìn đô la? Nghe giống buôn bán trẻ em thì đúng hơn. Thật đê tiện, thật đáng xấu hổ eBay ạ, vì để chuyện này xảy ra. Từ TikTok, nó bắt đầu lan đến YouTube, khi mà một tài khoản chuyên đăng nội dung về các thuyết âm mưu cũng đồng tình với quan điểm rằng gà Among Us không là buôn người. Có đến 5.000 người đã xem video này. Những người mà bán những miếng gà nugget có hình Among Us trên eBay thì bị quấy rối, liên tục bị nhắn tin hỏi là có đúng là đang buôn bán người không? Cho nên là họ cũng gỡ hết các bài bán hàng của mình luôn. Mọi chuyện đã đi quá xa và một số TikToker đã phải đăng video để phản pháo lại những tin đồn vô căn cứ kia.
đồng thời kêu gọi report. Tuy nhiên, phải đến khi tạp chí The Rolling Stone lên bài thì TikTok mới bắt đầu xóa những video đấy. Đây thậm chí còn không phải là lần đầu một tin đồn như vậy xuất hiện. Vào năm 2020, các TikToker cũng lại nói rằng Wayfair, một công ty thương mại chuyên bán các sản phẩm nội thất, đang buôn bán trẻ em. Tại vì họ lên trang web, thấy một cái tủ có giá cao ngất ngưởng, từ 12.699 cho đến 14.499 đô. Thế là những thám tử internet bảo là: à, giá nó cao là vì trong tủ chứa người đấy. Cơ mà thực ra chỉ là hôm đó trang web của Wayfair bị lỗi, cho nên là giá của mấy cái tủ bị hiện sai mà thôi. Vậy nên khi mọi người tiếp xúc với thông tin trên mạng, hãy giữ một cái đầu lạnh. Và chắc chắn là merchandise của Fair Game trong tương lai sẽ không được dùng để buôn bán người đâu, thề đấy. Đừng chọn người giàu để kiện. True Human là tựa game action RPG góc nhìn thứ 3 ra mắt năm 2008, được phát triển bởi Silicon Knights, một studio mà trước đó đã cho ra các sản phẩm nổi bật bao gồm Metal Gear Solid, The Twin Snakes và Eternal Darkness. Với lịch sử làm game ngon lành cành đào như vậy, kết hợp với bối cảnh độc đáo, hòa quyện giữa khoa học viễn tưởng và thần thoại Bắc Âu của True Human, Silicon Knights đã gần như chắc cú là sản phẩm mới này của mình sẽ trở thành một tựa game đứng top bảng xếp hạng. Có điều nó lại không như vậy. True Human được đánh giá với số điểm khá là trung bình và dường như tất cả mọi người đều không hài lòng với chất lượng đầu ra sau khi phải chờ đợi một khoảng thời gian phát triển quá dài. Chưa hết, hai phần kế tiếp đã được lên kế hoạch trước đó cũng bị hủy, rồi còn đen hơn nữa là toàn bộ các bản True Human, digital hay vật lý đều bị gỡ bỏ tại tất cả các cửa hàng. Lý do là vì studio phát triển tựa game này đi kiện Epic Games. Mọi chuyện bắt đầu khi mà True Human được công bố trong sự kiện E3 năm 1999. Silicon Knights giới thiệu rằng đây sẽ là một sản phẩm cho máy PlayStation và yêu cầu 4 đĩa CD để chơi, tương tự như Final Fantasy 8 vậy. Nhưng studio này sau đó lại bắt tay với Nintendo. Do vậy, vào năm 2000, True Human lại được chuyển sang phát triển cho máy GameCube. Tuy nhiên, đội ngũ làm game lại quá tập trung vào hai sản phẩm khác của GameCube là Metal Gear Solid The Twin Snakes và Eternal Darkness. Thành ra họ quên True Human luôn. Đến tận năm 2005 thì mới lại thông báo là tựa game này vẫn đang được phát triển đấy. Và lần này chuyển sang cho hệ máy Xbox 360. Mặc dù hứa hẹn là sẽ ra mắt năm 2006, nhưng True Human đã bị delay tận 2 năm và ngốn 60 đến 100 triệu đô la ngân sách. Đây là lúc mà vấn đề nảy sinh, khi mà Silicon Knights không cho rằng đấy là lỗi của họ, mà là lỗi của Epic Games. Chả là vào năm 2005, studio này đã ký kết hợp đồng với Epic xin quyền sử dụng Unreal Engine 3. Tuy nhiên, họ cho rằng engine này đã làm cho True Human bị phát triển quá lâu, nên Silicon Knights đã kiện Epic Games vào năm 2007, cho rằng Epic đã bán một cái engine không hoàn thiện và sử dụng toàn bộ tiền của Silicon để đi phát triển Gears of War, tựa game mà họ cho là đối thủ của True Human. Đó là nước đi sai lầm đầu tiên và cũng là cuối cùng của studio này, vì ngay sau đó, Epic Games kiện lại luôn. Họ kiện Silicon ăn cắp tài sản trí tuệ. Tại vì, bất ngờ chưa? Mặc dù Silicon Knights mồm thì kêu là Unreal Engine 3 rác rưởi, nhưng mà khi tự xây dựng một cái engine cho riêng mình thì lại đi sao chép code của Unreal Engine 3. Mà không chỉ là sao chép một chút, mà là sao chép hàng nghìn dòng mã thuộc sở hữu của Epic Games luôn. Sau đó giấu diếm diếm, xóa cái dòng chữ ghi thuộc sự sở hữu của Epic đi, chuyển thành thuộc sự sở hữu của Silicon. Nhưng mà giấu đầu hở đuôi, studio này lại đi lấy cả những phần nốt, lời lưu ý, lời bình luận của lập trình viên Epic để giải rác giữa những dòng code. Thậm chí là mấy cái chỗ sai chính tả còn sao chép y nguyên. Thế là bị phát hiện ăn cắp luôn. Vụ kiện kéo dài đến năm 2012 thì tòa án phán quyết là Epic Games thắng và Silicon Knights phải trả 4,45 triệu đô cho họ. Chưa hết, tòa án còn yêu cầu Silicon phải tiêu hủy toàn bộ những game sử dụng Unreal Engine 3 và cái engine tự làm của họ, bao gồm True Human, X-Men Destiny và ba tựa game đang thai nghén là The Sandman, The Box Ritualist và Siren in the Maelstrom. Nói thẳng ra là làm bốc hơi tương lai của Silicon Knights luôn. Hệ quả là vào năm 2014, studio này đã tuyên bố phá sản. Người sáng lập studio Dennis Diak sau đó đã lập nên một studio khác là Precursor Games và đã kêu gọi vốn cho một sản phẩm khác mang tên Shadow of the Internals, một kẻ kế vị của Eternal Darkness. Nhưng gọi vốn hai lần thì thất bại cả hai. Còn True Human thì được cứu rỗi bởi Microsoft
vào năm 2019, tựa game này đã lên Xbox Game Store với mức giá là 0 đồng. Khi được hỏi thì Xbox chỉ trả lời rằng, người chơi game là đối tượng ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi luôn nghe phản hồi của gamer và sẽ đem tới những tựa game mà họ muốn lên trên Xbox sử dụng chương trình tương thích ngược. True Human chỉ là một trong số nhiều ví dụ trong sứ mệnh đó. Vậy, bài học rút ra là gì? Đừng đi ăn cắp cốt. Và nếu có ăn cắp cốt, thì đừng đi kiện cái người mà mình đi ăn cắp. Và giờ là thời lượng cho vòng điểm thưởng, nơi chúng mình liệt kê một số sự thật nho nhỏ cho các bạn tráng miệng ở cuối video. Vào tháng 8 năm 2019, một bộ phim đã được chiếu trên Netflix có tên là What Still Remains, kể về một thế giới hậu tận thế, nơi một cô gái trẻ mất gia đình, gặp một người đàn ông lớn tuổi và cả hai sát cánh trong chuyến hành trình phía trước. Nghe nó hơi giống cốt truyện của một con game gì đấy nhỉ? Chắc là trùng hợp thôi. Còn đây là poster của bộ phim đấy. Từ từ đã. Nó có một sự giống nhau đến kỳ lạ. Từ vị trí của hai nhân vật, độ nghiêng của camera và cả cái xe ô tô luôn. Đến cả Neil Druckmann còn chia sẻ cái poster lên Twitter của mình, ngạc nhiên là vì nó tồn tại. Chưa hết, nó còn tệ hơn nữa cơ. Cái poster phim viết sai cả tên của diễn viên chính, Mimi Roger, thì viết thành Mimi Roger. Và ở dưới cùng góc bên trái, nó có cái website www.movienames.com. Lẽ ra là họ phải để tên phim vào cái đường link đấy, nhưng mà chắc là họ quên không làm. Cũng may là sau đó hãng phim đã đổi sang một poster khác. Tiếp theo, trong quá trình phát triển Pokemon Fire Red và Leaf Green, đạo diễn nghệ thuật của game Ken Sugimori đã phải thay đổi thiết kế của một số con Pokemon, đặc biệt là số lượng ngón tay của chúng. Haunter, Golem và Raticate ban đầu đều có 4 ngón tay, về sau thì bị chuyển thành 3 ngón. Mr. Mime thì từ 4 ngón được sửa thành 5 ngón. Lý do là vì các phụ huynh Nhật Bản có suy nghĩ rằng những nhân vật có 4 ngón tay thường liên quan đến các băng đảng Yakuza, vì họ có tục lệ là tự chặt một ngón tay khi phạm lỗi. Một lý do khác là nhiều người sẽ cảm thấy việc nhân vật chỉ có 4 ngón tay sẽ xúc phạm tới những người làm việc tay chân, như là công nhân xí nghiệp chẳng hạn, vì họ là những người dễ bị mất ngón tay trong quá trình làm việc. Còn nữa, trong The Secret of Mana, khi đến Ice Palace, bạn sẽ phải chiến đấu với một cuốn sách ma thuật. Nó sẽ dở trang giấy của mình liên tục, nhưng có một khả năng rất nhỏ là cái trang mà nó dở sang sẽ có hình một cô gái khỏa thân. Trong For Honor, Class Valkyrie có một cái finisher tên là No Touching, nhìn như thế này. Nhưng khi game mới ra thì nó lại như thế này cơ. Kẻ địch sẽ chạm vào ngực của Valkyrie, và có vẻ Ubisoft nghĩ rằng như vậy là hơi xúc phạm phụ nữ, cho nên chỉ một tiếng sau khi game ra mắt, nó đã bị xóa và giờ thay thế bằng bản đã qua kiểm duyệt. Trong Halo Reach, model của con Elite được cấu tạo từ nhiều phần, và khi bạn dùng mod để triệu hồi chỉ phần thân dưới của nó ra thì sẽ thấy có cả texture cho nội tạng và thịt thà bên trong nữa. Mặc dù trong Halo Reach, cả kẻ địch lẫn nhân vật của chúng ta đều không có cơ chế bay các mảnh thân như Call of Duty. Vậy nên việc cho thêm texture thịt vào mà biết rằng người chơi sẽ không bao giờ thấy được nếu không mod, thể hiện đội ngũ phát triển để ý nhiều đến các chi tiết nhỏ như thế nào. Tiếp nữa, nếu như bạn nhét đĩa Sega CD của tựa game Silver Shock vào trong một con máy không tương thích như là PlayStation chẳng hạn, nó sẽ phát ra tiếng động cảnh báo như thế này. Good afternoon, Digital Pictures. Sau đó, nếu chúng ta để reverse đoạn audio đó thì sẽ được như thế này. Tôi không biết nó có ý nghĩa gì, chỉ biết là giờ tôi đang giận hết cả gái ốc mà thôi. Trong tựa game VR The Walking Dead: Saints and Sinners sẽ có những lúc bạn gặp jump scare kiểu này. Một con zombie phá cửa để lao tới bạn. Trong một bài phỏng vấn thì Studio Skydance Interactive đã chia sẻ rằng game từng có một cái bug trong quá trình phát triển là nếu như cả người chơi lẫn con zombie đều cố mở cùng một cái cửa thì cái cửa đấy sẽ bị lỗi luôn vì nó không biết phải làm gì cả. Do đó, đội ngũ làm game đã lập trình để khi điều đó xảy ra, con zombie sẽ phá luôn cái cửa, vừa giải quyết bug vừa tạo jump scare cho game thủ, một mũi tên trúng hai đích.
Tiếp theo, khi mà chiếc Xbox mở tính năng danh sách bạn bè, nó sẽ có một cái pop-up với dòng chữ Socialize with Friends, tức là giao lưu với bạn bè. Nhưng mà khi chuyển sang tiếng Ba Lan, vì lý do gì đấy, nó lại được dịch thành Hãy cùng bạn bè ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Bộ phận bản địa hóa của Xbox đã phát hiện ra và kịp thời sửa lại. Còn nữa, trong tựa game Kung Fu trên máy Amiga, bạn sẽ vào vai một con kangaroo cầm nhiều loại vũ khí khác nhau để chiến đấu. Trò chơi kết hợp giữa nhân vật hoạt hình với hình nền có yếu tố thực tế lấy từ ảnh chụp. Nhưng mà nó cũng thực tế hơi quá khi mà màn hình Game Over sẽ cho bạn nhìn thấy bộ xương thật của một con chuột túi đã chết trên sa mạc. Và tập Super Soi Game này đã đến hồi kết. Trong những tháng tới hãy tiếp tục đồng hành cùng với Phê Game để được xem thêm nhiều nội dung thú vị hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.